Dẫn đầu về số lượng và chiếm đến 1/3 lượng khách nước ngoài đến với Huế, thị trường khách du lịch Hàn Quốc đang cho thấy tiềm năng rất lớn đối với ngành du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế. Nói là tiềm năng bởi vì ở một con số thống kê khác lại đang cho thấy chi tiêu bình quân của đối tượng khách Hàn Quốc chưa cao so với các thị trường truyền thống khác. Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau. Đã là lần thứ hai gia đình bà Park Mi-ye đến thăm Huế, nhưng vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh ở đây vẫn khiến bà thích thú như mọi lần đầu. Dù rất muốn ở lại với Huế thêm, nhưng bà cũng như nhiều thành viên trong đoàn buộc phải sớm rời đi các điểm khác theo tour. Hiện nay, khách Hàn Quốc nói riêng và khách quốc tế nói chung khi đến Huế hoàn toàn chi phối bởi các công ty lữ hành lớn và đa phần đều không có trụ sở hay chi nhánh đặt tại Huế. Đây là một bất lợi lớn cho ngành dịch vụ du lịch của Thừa Thiên Huế. Tôi rất ấn tượng với những điểm du lịch ở Huế, đặc biệt là Đại Nội. Vẫn giữ cho mình nét đẹp cổ kính của nó, rất khác với cổ cung Gyeongbokgung của chúng tôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở lại đây lâu. Tôi rất thích thú khi đến tham quan ở Huế, đặc biệt là những món ăn ở đây. Nó thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi rất thích thú khi tới đây. Thực tế hiện nay, dù khách Hàn Quốc tăng theo từng năm, nhưng việc tổ chức đưa đón khách trực tiếp từ Hàn Quốc về Huế vẫn chưa có, và Huế chỉ được chọn làm điểm đến dừng chân. Công tác quảng bá trực tiếp đến với du khách vẫn còn hạn chế và phụ thuộc phần lớn vào các công ty lữ hành. Bên cạnh đó, nhiều nguyên nhân khác có thể kể đến như việc chưa có đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc về Huế, chưa có đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Hàn chuyên nghiệp, cũng đã khiến việc khai thác thị trường đầy tiềm năng này còn rất nhiều bất cập. Tôi thực sự chưa biết nhiều về những điểm du lịch ở đây. Những con đường ở đây rất bụi và đang thi công, ảnh hưởng đến đi lại. Những nhà vệ sinh công cộng ở đây cũng không được đảm bảo. Đà Nẵng làm được thì mình làm được. Cái yếu tố đó nó liên quan đến vấn đề giao thông, cái di chuyển. Thì nếu cái yếu tố này được thực thi, thực hành, được triển khai thì chắc chắn cái khách của mình sẽ tăng lên. Để khắc phục phần nào những khó khăn này, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã áp dụng những biện pháp thu hút giữ khách Hàn Quốc như tăng cường quảng bá hình ảnh thông tin trên các trang mạng xã hội cũng như đến các công ty lữ hành lớn tại Hàn Quốc, thông qua các hội chợ thường niên giới thiệu quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế tại Hàn Quốc. Thời gian tới thì Sở sẽ có tổ chức những cái lớp bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn để nâng cao về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là về ngôn ngữ cũng như là kỹ năng giới thiệu cho khách Hàn Quốc, vận động các doanh nghiệp xây dựng thêm một số tour tuyến trải nghiệm, đặc biệt là về xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật hoặc là trải nghiệm về du lịch cộng đồng để mở thêm một số tour tuyến cho du khách Hàn Quốc đến trải nghiệm. Hy vọng rằng với những giải pháp trên, du lịch Thừa Thiên Huế sẽ ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh hơn, góp phần giữ vững số lượng khách và tăng hiệu quả khai thác đối với khách Hàn Quốc đến với Huế, xứng đáng với những lợi thế tiềm năng của địa phương.